Như câu hỏi của em thì vào cái vai Tùng này, chắc là từ trước tới giờ mọi người thấy là Trường quen đóng vai phản diện, cho nên thật ra thì cái vai này thì Trường thiên về thật ra đánh nhiều, không đánh nhiều, thật ra quay á thì quay nhiều lắm á mọi người, quay là mười mấy ngày mà không biết là lát xem phim á không biết là dựng lên được bao nhiêu phút đây, nhưng thật ra là rất là khó khăn về chuyện đánh đấm. Từ xưa giờ Trường chưa bao giờ quay một bộ phim nào hành động cả. Nhận phim này một phần lý do lớn đó là muốn thử sức xem là mình sẽ đóng phim hành động như thế nào, lên phim như thế nào, đánh đấm có ổn hay không. Còn về cái vai phản diện thì Trường đã làm quen với nó cũng nhiều, nhưng mà cái phản diện này nó cũng khác so với những vai phản diện khác, nó thiên hướng về mafia. Nhỏ lớn cũng cũng ghiền xem phim mafia, xem phim Hồng Kông nhiều, cũng có một phần diễn phim, cho nên khi được mời bộ phim này Trường cũng rất là thích thú những cái nét diễn trong phim. Hy vọng là bộ phim chiếu lên dựng xong thì các anh chị báo chí sẽ đánh giá cũng như là góp ý cho Trường những ý kiến đóng góp thật là hữu ích, Trường sẽ luôn lắng nghe để thay đổi. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Kịch bản luôn. Quay lại là tại sao em nhận phim này, vì thật sự em mê nó có hai loại phim. Thứ nhất là phim thần tượng, thứ hai là phim hành động. Thật sự từ nhỏ lớp em đã bị nhiễm hai cái loại phim đó rồi, rất là mê. Và tới thời điểm hiện tại thì chưa thấy ai mời mình đóng phim thần tượng. Chắc là chưa có đủ đẹp để mời. Tiếp theo thì là bên nhà sản xuất bên Dần mời em tham gia phim hành động. Thì cái kịch bản khi em đọc á, thì em thấy thứ nhất á, nó lại trùng lại tiếp nữa những phim trước là phản diện. Cái thứ hai là em đọc kịch bản thì em thấy nó quá ít để em có thể thể hiện những cái nét phản diện nó khác đi. Thật ra ít thôi. Khi mà coi phim này thì em cũng mong khán giả cũng thông cảm là em thật sự xuất hiện ít thôi chứ không có nhiều đâu. Em sợ mọi người hiểu lầm là phim này của Trường là xuất hiện nhiều lắm, thật sự em sợ lắm luôn. Và nhưng mà em vẫn nhận. Vì sao? Vì thật sự là em muốn xem mình lên hình, mình hành động, mình đánh như thế nào và cái dáng mình đánh như sao có phù hợp hay không, để mình thử sức xem mình có ok hay không, để mình đeo đuổi về cái hướng đi khác hẳn là hướng đi về hành động. Thì Trường quyết định nhận bộ phim này. Và thật ra mà nói thì Trường biết là Trường diễn một số nét thì thật sự Trường diễn Trường biết mà nó cũng khá là lặp lại so với trước đó nữa, là Đôi Mắt Âm Dương và Bảy Ngọt Ngào. Nhưng mà thôi, Trường nghĩ là được cái này hiểu mất cái kia, tại vì phim này là thật sự là đọc kịch bản mà thấy anh Tuấn nhiều thì mình rất là ít thôi, nhưng mà Trường nhắm đến là Trường cố gắng, Trường học võ thật là nhiều, học võ để mình lên hình, mình xem lại bộ phim này mình có phù hợp về đóng phim hành động hay không. Và Trường hy vọng là những phim sau Trường sẽ, nếu mà có nhận phim phản diện nữa, vai phản diện nữa, thì Trường sẽ tính toán thật là kỹ. Đây, trước đó, trước khi nhận phim Kẻ Âm Danh này, thật ra là Trường từ chối của một số kịch bản nhiều, cũng nhiều lắm, cứ gửi Trường là toàn là phản diện không à. Trường nói ủa chết rồi, vậy là hay là cái mặt mình sẽ bị đóng khung phản diện. Và mình tự hỏi một điều là ví dụ một cái nét đó không thể nào diễn lại nhiều được, giờ có giỏi lắm cũng diễn hai ba nét thôi, chứ bây giờ diễn hoài cũng không thể nào diễn khác đi được nữa. Bây giờ thà mời mình một cái vai khác gì đó đi thì mình có thể mình diễn được, còn cứ phản diện cái lòng vòng như vậy thì thật sự là Trường cũng không có nhận. Nhưng mà đến phim này vẫn phản diện, nhưng mà được cái cú lại là hành động. Thứ hai á, là lúc trước á, coi phim với anh Tuấn, cái có nhắn cho Tuấn Điền là không biết khi nào anh em mình mới có phim đóng chung hẹn ha anh Tuấn. Dù anh Tuấn với Trường đã ở ngoài đời cũng đi chơi nhau, đi ăn nhiều rồi, và nói anh Tuấn không biết cái tin nhắn anh nhớ không, lúc đó anh đóng với Isaac đó nhau, em mới đóng phim với anh với Isaac đó. Em mới nói trời phải chi á, có một phim nào đạo diễn mời đóng với anh hả anh Tuấn. Anh mới cười á, anh nghĩ là tương lai sẽ có mà. Thì đó, thôi bây giờ một bộ phim này, thứ nhất là mình thử sức mình hành động, thứ hai là dàn diễn viên và ekip quá ok, thứ ba là được đóng với anh Tuấn nữa, thì thôi mình chơi luôn. Chứ thật ra Trường biết mà, Trường biết Trường diễn những cái nét này nó lòng gì lặp đi lặp lại cũng khá là nhiều, mình cũng thật sự là chưa hài lòng đâu. Cảm ơn các anh chị phóng viên rất là nhiều, cảm ơn ạ. Mới gặp ba Tuấn là rất là sợ, tại mà ba Tuấn căng lắm. Nhưng mà khi mà làm việc chung rồi thì em thấy mọi người rất là dễ gần và rất là yêu thương em, với lại giúp đỡ em rất là nhiều trong cái phần diễn xuất và làm việc của em. Diễn với mọi người không chỉ ba Tuấn với mẹ cha em mà diễn với ai cũng vui á, thực sự có thời gian rất là vui trong quay phim.
mà em được tham gia. Trước đó em là một người mẫu, đây là lần đầu tiên em được đóng, cho nên em cũng rất là khá là hồi hộp và không biết là mình xuất hiện trên màn ảnh nó sẽ như thế nào. Và cái vai diễn đầu tiên của mình mà nó cũng rất là nặng ký là vai hành động, cho nên là em cũng hơi lo lắng là không biết là mình có diễn đạt hết ý đồ của đạo diễn hay không. Ở đây thì mọi người cũng đã được xem phim trước rồi, còn em với lại mọi người ở đây cũng chưa được xem, là không biết là mình sẽ diễn ở trên đó trong phim nó sẽ như thế nào. Cho nên là cái vai của em cảm thấy nó khá là thú vị, và nó cũng ban đầu em nghĩ nó cái tính cách nhân vật nó cũng giống em ở ngoài đời, nhưng mà thật ra thì khi mà có những buổi workshop thì em thấy nó không có giống như mình lắm. Cho nên là về cái nhân vật em nghĩ là chắc là mọi người xem thì mọi người có những cái đánh giá và nhìn nhìn cái nhìn góc nhìn khác nhau, nên em cũng em không có biết là cái nhân vật của em nó sẽ như thế nào. Anh cũng không biết luôn. Dạ. Dạ, là đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến các quý anh chị nhà báo thân yêu ạ. Dạ. Dạ, ban đầu thì trước khi nhận vào vai này á, em tính là sẽ không nhận thêm một vai nào nó liên quan đến giang hồ nữa, bởi vì những hình ảnh của em xuất hiện với giang hồ nó cũng khá là nhiều á. Nhưng mà sau khi mà thấy được dàn cast quá xịn như thế này, dàn cast đang hot, rất là hot luôn đúng không mọi người? Dàn cast xịn như vậy với cái lời dụ dỗ và được sự chấp cánh của nhà sản xuất thì em quyết định là nhận vai này. Và em cảm thấy quyết định này cũng khá là chính xác và khá là đúng, bởi vì cái vai em ban đầu á, nó tới là hai nhân vật, nhưng mà cuối cùng thì được anh đạo diễn ưu ái ghép hai nhân vật đó vào một là cho một mình em đóng. Và em được cặp vỏ rất là nhiều trong suốt khoảng một tháng mấy, gần hai tháng, mà tất cả mọi người ở đây ai cũng cặp vỏ hết. Và cuối cùng thì bởi vì chắc là thời gian không có đủ để mà quay, nên là đa phần những cảnh hành động của em thì nó hơi bị cắt bớt. Em chỉ chừa là một cảnh đánh như dạo gần đây mọi người đã thấy trên mạng là em đánh ở Tuấn Dũng. Nhưng mà vô tình thôi, chứ em không có ý đâu mọi người. Và vai này em nhận thì em cũng thấy rất là vui, bởi vì nó khá là hài hước. Và nó là đàn em của một anh cũng khá là hài hước khác, đó là anh Mạc Văn Khoa. Dạ. Mong là mọi người xem phim xong mọi người sẽ thấy nhân vật của em nó thú vị. Nếu mà có điểm gì chưa thú vị, mọi người có thể nhắn tin riêng cho em, góp ý riêng với em. Còn điểm nào hay thì mọi người cứ up lên báo. Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Em là một diễn viên trẻ, và đây là một phim đầu tiên em có cơ hội được tham gia. Thì cái áp lực đầu tiên khi mà em tham gia phim điện ảnh này là có những anh chị gạo cội và một ekip rất lớn. Và tiếp đến đây là một dòng phim hành động, là một cái dòng phim mà chưa bao giờ em thực sự. Nhưng thực sự là trong quá trình làm phim với rất nhiều áp lực như thế thì em luôn được ekip, đạo diễn và các anh chị diễn viên hỗ trợ support rất nhiệt tình. Và em hy vọng là với vai diễn Tiến, em có thể được anh chị báo chí đón nhận và tin nhận giúp em. Em cảm ơn. Dạ, thì đây là lần đầu tiên em được trong cái buổi premiere phim điện ảnh, và đây là phim em có nhân vật có tên đầu tiên trong cuộc đời của em ạ. Em tên xin mọi người ạ. Thì thật sự ra là em xin cảm ơn sản xuất với lại anh đạo diễn. Thì đây là một bộ phim mà cho em thấy được niềm hy vọng đầu tiên, thì mọi người cho cơ hội những người diễn viên trẻ và mới như tụi em có cơ hội được tiếp cận với nền điện ảnh, và anh chị chỉ dạy cho em rất là nhiều. Và em cảm ơn anh Tuấn vì là một idol của em từ rất nhỏ, và anh làm cảm tác cho em để trở thành diễn viên, và anh chỉ dạy cho em rất là nhiều trong quá trình làm phim, và em noi gương theo anh. Dạ. Em quay lại với câu hỏi thì em và tất cả mọi người ở đây được tập luyện về hành động rất là nhiều, được chỉ đạo về diễn xuất, và may mắn là được một cái team rất lớn ở nước ngoài cát phi về đây để chỉ dạy và luyện tập tụi em một tháng mấy để có những cái thước phim mà mọi người xem trên màn ảnh. Và em không phải là phe phản diện, cũng không phải là chính diện, và em là phe thứ ba bảo vệ hết tất cả mọi người ạ. Cảm ơn.
Trước khi mà đến xin được gửi tới các anh các chị, các bạn, nhà báo rồi tất cả mọi người coi bộ phim này lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nàn nhất ạ. Dạ, thật sự thì đây cũng là lần đầu tiên mà em giao lưu với một vào một cái phòng giao lưu mà khi mà mình chưa biết, chưa được quay phim của mình. Bình thường là mình được quay rồi thì mình mới vào, mình biết là không khí phim nó thế nào, cho nên là bây giờ cảm giác vừa mới bước vào cái thấy căn phòng nó hơi căng thẳng nên em cũng hơi lo. Nhưng mà chắc là bộ phim hành động hay sao nên mọi người nó không khí nó căng thẳng. Còn đối với cái vai diễn này thì lúc gặp anh dần anh đạo diễn này có nói là vai diễn này có lúc hài, có lúc không hài, có lúc đánh nhau, có lúc lại không đánh nhau, có lúc nói nhiều, có lúc lại không nói. Thế là em cũng suy nghĩ, em biết là vai này nghe anh ấy nói thì em cũng có lúc hiểu, có lúc không. Mà anh dần là một trong những người đạo diễn mà nói chậm nhất từ trước đến giờ được làm việc. Bởi vì anh ấy nói tiếng Việt không có nhanh được như là tụi em. Cho nên là nhiều những cái câu, những cái ý mà anh ấy nói tới nửa là mình đã hiểu tới cuối rồi. Nhưng mà mình vẫn dạ dạ vâng vâng cố tới cuối để nghe anh nói cho anh ấy được vui. Nhưng mà thật sự anh Dần là một người rất là tâm huyết. Và nhìn anh ấy mọi thứ khi từng ngày quay là rất chỉnh chu. Và em được đi phim cũng một vài phim điện ảnh. Thì đây là một trong những bộ phim mà em cảm thấy đầu tư và mọi người quay rất là kỹ. Và thật sự trên phim đây thì có rất nhiều cảnh hành động, nhưng mà ở ngoài thực tế và khi tập tới khi quay nó còn rất là nhiều hơn nữa. Trên này là chỉ là những cái tinh hoa mà đạo diễn cùng ekip chất lọc lại. Thì em cũng có một vài cảnh đánh mà không biết là có nằm trong cái tinh hoa này không, không biết là còn giữ được trên phim hay là cắt hết rồi. Cho nên là em cũng rất là lo, chỉ hy vọng rằng mọi người, bọn em đã cùng với tất cả mọi người đã cố gắng hết sức để đầu tư rất là nhiều cho một bộ phim, cho tất cả vai diễn của mình. Thì chỉ mong được tất cả anh em báo chí cũng như là quý vị khán giả đón nhận để cho em tiếp tục càng ngày càng cố gắng hơn nữa. Dạ. Mình sẽ cố gắng nói tiếng Việt. Tôi sinh ra ở một cái thành phố rất là dễ thương, cách đây mấy trăm cây số là thành phố Đà Lạt. Tôi rời Đà Lạt từ nhỏ. Nhưng mà trước khi tôi đi, tôi cũng được xem phim điện ảnh đầu tiên ở Đà Lạt trong cái rạp Hòa Bình. Và tôi cảm thấy rất được may mắn trở về nước Việt Nam mà làm phim. Và phim này là như là một món quà khiêm tốn. Để tỏ sự cảm ơn cho nước Việt Nam cho tôi cơ hội về đây làm phim. Đây là phim đầu tay của tôi. Tôi nhìn là nếu mà có gì sơ xuất, tôi mong mọi người tha thứ. Xin cảm ơn.